Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Hỡi công chúa, chân nàng mang dài xinh đẹp biết bao. Vòng vế nàng khác nào hột trân châu, công việc của tay thợ khéo làm. Rúng nàng giống như cái ly tròn, rượu thơm không có thiếu. Bụng nàng dường một đống lúa mạch, có hoa huệ sắp đặt tứ vi. Hai nương long nàng như hai con sinh đôi của con hoàng dương. Cổ nàng như một cái tháp ngà, mắt nàng khác nào các ao tại Hết-bôn ở bên cửa Bác Ra-bim. Mũi nàng như ngọn tháp Li-ban ngó về hướng Đa-mách. Đầu ở trên mình nàng khác nào núi Cạc-mên, và tóc đầu nàng như sắc tía. Một vị vua bị lọn tóc nàng vấn vít. Hỡi ái tình ta, mình xinh đẹp thay, hợp ý dường bao, khiến cho người ta được khoái chí. Hình dung mình giống như cây chà là, và nương long mình tợ chùm nó. Ta nói rằng, ta sẽ trèo lên cây chà là, vin lấy các tàu nó. Nguyện hai nương long mình như chùm nho, mùi thơm mũi mình như trái bình bát, và ổ gà mình như rượu ngon, chảy vào dễ dàng cho lương nhân tôi, và tuôn nơi môi kẻ nào ngủ. Tôi thuộc về lương nhân tôi, sự ước ao người hướng về tôi. Hỡi lương nhân tôi hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng, ở đêm nơi hương thôn. Vừa sớm mai, chúng ta sẽ thức dậy đi đến vườn nho, đặng xem thử nho có nức đọt, hoa có trổ, thạch lựu có nở bông chăng. Tại đó, tôi sẽ tỏ ái tình tôi cho chàng. Trái phong già xông mùi thơm nó, và tại cửa chúng ta có những thứ trái ngon mới và cũ. Hỡi lương nhân tôi đã để dành trái ấy cho chàng. Chương 8. Ồ, chớ chi chàng làm anh em tôi, kẻ đã bú mớm vú của mẹ tôi. Nếu tôi gặp chàng ở ngoài, ắt tôi sẽ hôn chàng, không ai khinh bỉ tôi được. Tôi sẽ dẫn chàng vào nhà mẹ tôi, tại đó chàng sẽ dạy dỗ tôi. Tôi sẽ cho chàng uống rượu thơm, nước ngọt của trái thạch lựu tôi. Tay tả người sẽ kê dưới đầu tôi, còn tay hữu người ôm lấy tôi. Hỡi các con gái Jerusalem, ta ép nài các ngươi, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta cho đến khi nó muốn. Người nữ này là ai từ đồng vắng đi lên, nương dựa lương nhân của nàng? Ta đã đánh thức mình tại dưới cây bình bát, ở đó mẹ bị đau đớn mà sinh mình ra, ở đó người mà sinh đẻ mình bị cơn lao khổ. Hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng, như một cái ấn trên cánh tay chàng. Vì ái tình mạnh như sự chết, lòng ghen hung dữ như âm phủ. Sự nóng nó là sự nóng của lửa, thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. Nước nhiều không tưới tắt được ái tình, các sông chẳng nhận chìm nó được. Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình đặng mua lấy ái tình, ắt người ta sẽ khinh dễ nó đến điều. Chúng tôi có một em gái nhỏ chưa có nương long. Phải làm gì cho em gái chúng tôi trong ngày người ta hỏi nó? Nếu nó là một vách thành, chúng tôi sẽ xây tháp bạc trên nó. Nếu nó là một cái cửa, chúng tôi sẽ đóng bít lại bằng ván hương nam. Tôi là một tường thành, hai nương long tôi như những ngọn tháp. Bây giờ tôi ở trước mắt người như kẻ đã được bình an. Salomon có một vườn nho tại Ba Anh Ha Môn. Người giao vườn ấy cho kẻ canh giữ. Mỗi người ấy phải đem nộp 1.000 miếng bạc về hoa lợi nó. Vườn nho của tôi ở trước mặt tôi. Hỡi Salomon, 1.000 miếng bạc sẽ về phần ông, còn 200 về những kẻ giữ hoa lợi nó. Hỡi kẻ ở trong vườn, các bạn đều lắng tai nghe tiếng nàng. Xin hãy cho ta nghe tiếng nàng. Hỡi lương nhân tôi hãy vội đến, khá giống như con hoàng dương hay là như con nai con ở trên các núi thuốc thơm. Thi Thiên 39. Tôi nói rằng tôi sẽ giữ các đường lối tôi, để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội.
đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi sẽ lấy khớp giữ miệng tôi lại. Tôi câm, không lời nói, đến đổi lời lành cũng không ra khỏi miệng tôi. Còn nỗi đau đớn tôi bị chọc lên, lòng tôi nóng nảy trong mình tôi. Đang khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên. Bây giờ lưỡi tôi nói, hỏi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngày tôi là thế nào. Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, và đời tôi như không không trước mặt Chúa. Phải, mỗi người dầu đứng vững chỉ là hư không. Quả thật mỗi người bước đi khác nào như bóng. Ai nấy đều rối động luống công. Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy. Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa. Xin hãy giải cứu tôi khỏi các sự vi phạm tôi. Chớ làm tôi nên sự nhút nhơ của kẻ ngu dại. Tôi câm, chẳng mở miệng ra, bởi vì Chúa đã làm sự ấy. Xin cất khỏi tôi sự trách phạt của Chúa. Tôi bị tiêu hao bởi tay Chúa đánh phạt. Khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác, thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ khác nào như con sùng. Thật, mọi người chỉ là hư không. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi. Xin chớ nín lặng về nước mắt tôi, vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa, kẻ khách ngủ như các tổ phụ tôi. Chúa ơi, xin hãy dung thứ tôi để tôi hồi sức lại trước khi tôi đi mất không còn nữa. Chương 12. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai. Phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta,
ta sẽ báo ứng. Vậy, nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Chương 13. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên, ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Xong, nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên, cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy, cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc. Nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Và những điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy, yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Chương 14. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi. Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó. Song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Và chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng: Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta, và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giêsu rằng
chẳng có vật gì vốn là dơ dái. Chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dái thì nó là dơ dái cho người ấy mà thôi. Và nếu vì một thức ăn ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật, mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu và kiêng cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm. Và phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.